Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ, Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe Thế Chư trì tụng, nguyện thọ Như Lai nghĩa nhiều màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 659, kinh Đại Thừa Bảo Vân quyển 2. Phẩm 2, 10 Ba La Mật. Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát có đầy đủ 10 pháp tinh tấn Ba La Mật viên mãn, những gì là 10? 1. Tinh tấn như kim cang bất hoại. 2. Tinh tấn dũng mãnh. 3. Tinh tấn lìa hai bên. 4. Tinh tấn tăng thêm. 5. Tinh tấn luyện trị. 6. Tinh tấn không dừng nghỉ. 7. Tinh tấn thanh tịnh. 8. Tinh tấn vô tỷ. 9. Tinh tấn không khinh miệt. 10. Tinh tấn không kế sách. Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát tinh tấn bất hoại? Dụ như kim cang. Đại Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn phát thệ nguyện rộng lớn vì các chúng sinh. Ai chưa niết bàn, ta khiến được niết bàn. Ai chưa được độ, ta khiến được độ. Ai chưa giải thoát, ta khiến được giải thoát. Ai chưa an lập, ta khiến được an lập. Ai chưa giác ngộ, ta khiến được giác ngộ. Lúc Bồ Tát dũng mãnh hiện bày tâm quảng đại như vậy, bao tuần liền đến chỗ Bồ Tát can gián. Thiện Nam, không nên dũng mãnh tinh tấn nhọc sức như thế. Vì sao? Vì xưa kia ta đã từng dũng mãnh như vậy, cũng vì chúng sinh mà phát thệ nguyện lớn. Ai chưa niết bàn khiến được niết bàn. Thề nguyện như vậy đều là vọng ngữ, khi dối thế gian chỉ là hàng phàm phu ấu trĩ không chân thật. Thiện Nam, ta chưa từng thấy có người nào tinh tấn phát thệ nguyện lớn như vậy, vì nguyện lực mà chứng đắc quả vị Bồ Đề vô thượng. Thiện Nam, ta chỉ thấy vô lượng vô biên hết thảy chúng sinh tinh tấn như vậy đạt được Thanh Văn Thừa, Bích Chi Phật Thừa, liền nhập Niết Bàn. Do đó ông nên sớm xả bỏ tinh tấn, vì chỉ khiến cho thân tâm lao lực khổ nhọc. Khi ấy Bồ Tát liền nghĩ, có nên quát mắng ma ba tuần không? Nó đến không cố tình nhiễu loạn ta chăng? Nó không muốn tạo chướng ngại khi khó khăn cho pháp sự của ta chăng? Sau khi xét kỹ như vậy, Bồ Tát nói, lành thay, ba tuần, ít ham muốn tự hành trì, biết việc khổ vui nơi thế gian chăng? Này ba tuần, Như Lai dạy hết thảy thế gian này, nghiệp là thầy giỏi sai khiến, cho do dựa nương nhân nơi nghiệp lực mà bị sai sử. Ba tuần, ông nên tự tu giữ trở về với chánh đạo. Nay ông não hại ta vì nhân duyên ấy, đời vị lai sẽ thọ khổ mãi mãi, không có lợi ích. Cũng vậy, ma chúng về dân thiên ma cùng nhau kéo đến cố tạo chướng ngại, não hại Bồ Tát không lay chuyển, không phân tán, không thối lui. Đó là Bồ Tát đầy đủ tinh tấn kim cang tạng, kim cang. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh? Đại Bồ Tát hành tinh tấn dũng mãnh tức có khả năng vượt hơn các hạnh tu trước. Các hàng Bồ Tát khác chẳng thể bằng một phần của Bồ Tát này, cho đến dùng đoán số ví dụ cũng chẳng thể sánh, huống nữa là các thanh văn Bích Chi Phật. Bồ Tát từ lúc mới phát tâm, hết lòng tinh tấn tu giữ tất cả pháp tạng của Như Lai, liền xa lì được hết thảy pháp bất thiện. Đó là Bồ Tát đầy đủ tinh tấn dũng mãnh. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ tinh tấn lìa nhị biên? Đại Bồ Tát tuy hành tinh tấn dũng mãnh như vậy, nhưng không quá được quá sức, tự khổ thân mình, cũng không được yếu đuối, bê trễ, biến nhát. Đó là Bồ Tát đầy đủ tinh tấn lìa nhị biên. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ tinh tấn tăng trưởng? Đại Bồ Tát tinh tấn như vậy, thân Như Lai thế nào, thân ta như thế đó. Đảnh thượng Như Lai không ai thấy được, ánh sáng tròn đầy một tầng, tướng hảo thù thắng, công đức chư Phật đầy đủ vô lượng, không thể nghĩ bàn, trí tuệ vô ngại. Thường nhớ sư tử gầm hiện bày lực vô sở ý. Ta cũng phải như vậy, tinh tấn như thế gọi là Bồ Tát đầy đủ tinh tấn tăng trưởng. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ tinh tấn luyện trị? Thì Nam, như ngọc báu mani cùng vàng bạc, nhờ tôi luyện nên cấu bẩn không còn, ánh sáng tinh khiết trong suốt, ai thấy cũng khen. Ngọc báu mani cùng vàng bạc nay được sáng đẹp là nhờ tôi luyện. Cũng vậy Bồ Tát tu hành tinh tấn, trừ sạch hết thảy cấu uế bất tịnh cũng là như thế. Thế nào là có bẩn của tinh tấn? Bê trễ biến nhát là có bẩn của tinh tấn. Đối với sự ăn uống chẳng biết tự đủ, chẳng biết tiết chế, đó là cấu bẩn của tinh tấn. Bồ Tát đều phải trừ sạch. Bồ Tát dũng mãnh như vậy, không còn cấu, không còn uế, thì ánh sáng tinh khiết hiển lộ. Đó là Bồ Tát đầy đủ tinh tấn tu luyện. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ tinh tấn không dừng nghỉ? Đại Bồ Tát trong bốn oai nghi thường tu tinh tấn, không tạm ngơi nghỉ trong mọi thời gian, không gian. Đó gọi là Bồ Tát đầy đủ tinh tấn không dừng nghỉ. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ tinh tấn thanh tịnh? Đại Bồ Tát thường tu tinh tấn như vậy,
Giả sử có các pháp bất thiện tố ác, nhân duyên lắm chướng ngại đạo, các việc không lợi ích Bồ Tát đều phải trừ sạch. Có các pháp thiện tùy thuận Niết Bàn, không nghịch chánh đạo, hỗ trợ Bồ Đề, hướng tới Bồ Đề, Bồ Tát phải làm cho tăng trưởng rộng lớn. Trong một niệm còn không cố sinh khỏi các ác vi tế, huống gì là đối với đại ác. Đó gọi là Bồ Tát đầy đủ tinh tấn thanh tịnh. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát đầy đủ tinh tấn vô tỷ? Bồ Tát suy nghĩ, nếu hằng hà sa số thế giới khắp mười phương là địa ngục A Tỳ, bị lửa dữ thiêu đốt, Bồ Tát thấy các chúng sinh trong những thế giới ấy không ai cứu, không ai hộ, không nơi chốn quay về, khốn khổ không chỗ hướng đến. Bồ Tát liền phát tâm dũng mãnh, một mình, không bạn, dẫn như vì nhân duyên chỉ độ thoát cho một người. Bồ Tát hãy còn đi đến cứu độ giúp họ thoát khỏi những thế giới lửa dữ như thế, huống nữa là nhiều người. Như vậy các thanh văn biết chư Phật cùng các ngoại đạo chẳng thể so sánh với Bồ Tát. Đó là Bồ Tát đầy đủ tinh tấn vô tỷ. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ tinh tấn không khinh miệt? Bồ Tát không nên nghĩ hàng phàm phu như thế nơi thế gian chẳng thể chứng đắc Bồ Đề. Nay sự tinh tấn tu tập của ta còn chẳng đủ, lại biến nhát, yếu đuối thua kém muôn đắc pháp Bồ Đề. Phải dũng mãnh tinh tu tập tinh tấn như cứu lửa cháy trên đầu. Trải qua vô lượng kiếp như vậy mới đạt được. Này ta nếu không gắng sức thọ nhận, xuất phát với gánh nặng như thế, hay có thể chứng đắc pháp Bồ Đề ư? Bồ Tát lại tư duy niệm tưởng. Quá khứ đã có vô lượng chư Phật Như Lai ứng cúng chánh biến tri, chư Phật chánh đẳng giác nơi đời hiện tại và các vị sẽ thành tựu chánh đẳng chánh giác nơi đời vị lai. Tất cả cùng đều có dùng kế sách dụng mạnh như vậy, tu hành như vậy, tinh tấn như vậy, nên chư Phật Như Lai đều thành tựu quả vị chánh giác. Nên ta phải dùng kế sách tinh tấn dũng mãnh như thế, các chúng sinh chẳng thể sánh được. Duyên theo các chúng sinh mà thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng cũng lại được như vậy. Do đó, nay thà vì tất cả chúng sinh, ta thuộc hộ địa ngục chứ không vì lợi ích tự thân, liên chứng giải thoát, chọn lấy Niết Bàn. Đó là Bồ Tát đầy đủ tinh tấn không khinh miệt. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát đầy đủ tinh tấn trong không kế sách? Bồ Tát tinh tấn như vậy chẳng phải theo kế sách của người khác, chẳng chấp theo đường lối của người khác, cũng chẳng vì chuyên cần tinh tấn như vậy mà cho là kế sách của mình khác lạ so với tha nhân, cũng chẳng tự cao. Phải nên tư duy, có người trí nào làm việc chánh, việc tư, lại để kế sách của người khác, đó là Bồ Tát đầy đủ tinh tấn không kế sách. Thì Nam, như vậy Bồ Tát hoàn thiện đầy đủ 10 pháp tinh tấn ba la mật. Này Thì Nam, Đại Bồ Tát có đầy đủ 10 pháp thiền định ba la mật viên mãn. Những gì là 10? 1. Phước đức trợ giúp. 2. Khởi nhiều tưởng chán lìa. 3. Dụng mạnh tinh tấn. 4. Đầy đủ đa văn. 5. Tâm công điên đảo. 6. Tương ưng với lời giáo huấn. 7. Như pháp tu hành. 8. Tự tánh là lời căn. 9. Thông hiểu tâm địa. 10. Thông tỏ về Samatha, Tỳ Bà, Xá Na. Không có ý dừng nghỉ. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát phước đức trợ giúp? Đối với Pháp Đại Thừa, Đại Bồ Tát đã từng trồng sâu gốc đức, sinh tử lưu chuyển bất cứ nơi đâu, Bồ Tát cũng được các hàng tri thức thiện thâu nhận, tùy nguyện thọ sinh, hoặc nơi nhà thuộc tộc họ quý, phú quý, hoặc nơi đại gia cư sĩ, hoặc nơi nhà tính lạc. Ý đã muốn thọ sinh nơi ấy, liền tạo nhân duyên của nghiệp ấy, khiến được sinh đến nơi chốn ấy, đời đời kiếp kiếp luôn được gặp gần gũi tri thức thiện chân chánh. Thế nào là tri thức thiện chân chánh? Nghĩa là các Đức Phật và Bồ Tát làm cho nhân duyên của sự tu tập nghiệp thiện có từ đời trước được tăng trưởng. Bồ Tát thường nghĩ, thế gian khổ lụy, thế gian thống khổ, hết thảy thế gian đều không an ổn. Từ lâu vướng phải trọng bệnh là vô minh si ám. Vì sao? Vì nhân duyên của dục. Do đó, nên đối với thế gian khốn ách như vậy, ta không nên cầu thọ năm dục. Xét dục chỉ là vọng tưởng điên đảo. Ở trong ba khổ lầm sinh tưởng cho là lạc. Do vậy, trong các kinh, Như Lai nói đủ các loại nhân duyên của dâm dục, gây nhiều tội lỗi, cần phải dứt sạch. Vì vậy mà nói dâm dục như cách nướng thịt, thịt quay bị cháy đều, như lưỡi thêm, như lưỡi lam liếm vì hư giả, trên dao biến nhọn. Như đầu rắn độc đủ 4 loại độc, như heo trong chuồng hôi thối bất tịnh, như chó ngu si gặm xương khô, miệng tiết ra dịch vị, cho đó là ngon. Cũng như khỉ vượn bị dính chặt vào keo. Do vậy, Bồ Tát phải nên nhàm chán, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục như pháp xuất gia ở trong chánh pháp,
sống nơi không nhà, mến mộ tinh tấn, cho đất làm cho đất, chưa chứng khiến cho chứng, chưa đến khiến được đến. Vì nhân duyên này mà chọn lấy ba tuệ. Đối với Thế Đế và Đệ Nhất Nghĩa Đế đã được nêu giảng cần thông hiểu lý thâm diệu của Nhị Đế, luôn tùy theo sự giáo huấn liền các điên đảo tu hành như pháp. Thế nào gọi là tu hành như pháp? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Do có khả năng thông đạt đạo đế nên thành tựu lợi căn, tối rọi về các căn, ở thích tịch tỉnh để bỏ hết thảy đồ chủng hỗn tạp, huyên náo đa ngôn, dâm nội si tất cả ác kiến, hoàn toàn lìa xa mọi kiến chấp bạc, con, lợi dưỡng, thanh danh, khiến thân tâm an vui, điều hòa thuận hợp. Lại tư duy quán xét tâm này, sự hoạt động của nó như thế nào là pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký. Nếu làm việc thiện, làm sinh hoan hỷ, nếu sinh giác dục gọi là bất thiện. Dục có ba loại là thượng, trung, hạ. Thế nào là dục bậc thượng? Đó là dục hiện bày khắp thân, ăn sâu trong tâm, làm mê loạn điên cuồng, chẳng thể tu hành nhân duyên của xa lìa, vì bị đắm nhiễm. Vì sao đắm nhiễm? Vì người ấy chẳng thể sinh tâm hộ thiện trọn vẹn, nên tuy ở một mình nơi vắng vẻ, nhưng vẫn nhớ nghĩ tới việc ấy, không lúc nào quên. Khởi giác quán ác quả quyết rằng dâm dục là hơn hết. Ca vịnh, tán thán, vọng tưởng điên đảo, cho là việc hay tốt. Như khỉ vừa ngu si, thấy trăng trong nước liền muốn chộp bắt. Chẳng biết thấy như vậy là lầm, không có tâm hộ thẹn. Do nhân duyên là dục nên có thể tranh giành cùng với cha mẹ, tôn trưởng. Chẳng kiên nể thân sơ, phàm phu ngu si, mê say ái nhiễm. Chẳng thể sao bỏ nhân duyên dục nên chết rồi bị đọa vào địa ngục súc sinh, tội các tội khổ báo. Đây gọi là dục bậc thượng. Thế nào là dục bậc trung? Những người tập hành động gần gũi sự dâm dục, trước chưa giao tiếp, chỉ mới chuẩn bị việc ấy đang diễn tiến nửa chừng, liền sinh tâm hộ thiện chán bỏ. Biết dục là bất thiện, tự hối hận quả trách, đây gọi là dục bậc trung. Thế nào là dục bậc hạ? Như gặp nhân duyên dục thì nắm tay, xúc chạm, nói chuyện, mắt nhìn, có tình ý, đây gọi là dục bậc hạ. Cho đến nói rộng về dâm dục, thì ngay cả việc trang điểm nơi thân thể, hoặc ái luyến về tọa mạng cùng các tài sản hay sinh tham đắm, tất cả đều là dâm dục. Thế nào gọi là sân? Sân cũng có ba loại thượng, trung, hạ. Sân vật thượng là hay sinh tâm phẫn hận, oán thù, hung hăng, ác độc, ganh ghét, có thể gây tạo đủ năm trọng tội vô gián, hoặc hủy bán chánh pháp. Do hủy bán chánh pháp nên bị trọng tội, năm tuần ngũ nghịch trước không bằng một phần, cho đến chẳng thể lấy gì để tính đến nêu ví dụ. Do nhân duyên này, nên khi chết bị đọa vào đại địa ngục, tội các quả báo khổ, mà mãi không ngừng trong vô lượng kiếp, sau đó được sinh làm người, ánh mắt đỏ ke, tánh tình hung hăng, dối trá, bạo ngược, nói lời hung dữ, sinh nơi nhà hạ tiện, nhà chiến Đà La. Vì nhân duyên này nên bị sinh tử lưu chuyển, không có kỳ hạn vượt thoát, đây gọi là sân bậc thượng. Thế nào là sân bậc trung? Người tuy phát khởi sân, tạo các nghiệp ác, nhưng liền sinh tâm hối cải, phát lùa sửa đổi tội vừa mới tạo, sống tu pháp đối trị, đây gọi là sân bậc trung. Thế nào là sân bậc hạ? Đương lúc sân phát khởi, nói lời tội ác cộng ái ngữ, hoặc nhìn một cách hờn giận, tạo nghiệp, tuy tạo nghiệp bất thiện nhưng không sân lâu. Chỉ trong một niệm sớm biết tu tập pháp đối trị, đây gọi là sân bậc hạ. Si cũng có ba loại, thượng, trung, hạ. Thế nào là si bậc thượng? Như trước đã nói, những việc làm như vậy là mê hoặc ngô si, vậy mà không lo buồn, không biết hối cải, đây gọi là si bậc thượng. Thế nào là si bậc trung? Trong lúc bất giác tạo các nghiệp ác, liền sớm hối cải, biết tội đã phạm, chẳng ích lợi nên đối trước bạn đồng học phát lộ sám hối, chẳng dám che đậy, đây gọi là si bậc trung. Thế nào là si bậc hạ? Đối với giới đã thọ, giả như bị phạm một hoặc hai ba giới đều là tội khai chế, chú chọn chẳng dám phạm tánh trọng giới, đây gọi là si bậc hạ. Trong đời, Bồ Tát khéo dùng phương tiện tiện xảo chế ngự tâm mình cho để tạo tội. Chế ngự tâm như vậy làm cho nhân duyên của dâm dục trói buộc không còn sinh lại. Vì sao? Vì khéo hàng phục tâm như thế nên tâm như vô ký.
Khi ấy ức niệm chuyên chú quán sát khiến cho tánh tâm ấy cùng với cùng thiện tương ứng. Thế nào gọi là tâm vô ký? Tâm này chẳng phân tán theo bên ngoài, chẳng trụ ở trong, chẳng trụ nơi thiện, cũng chẳng trụ nơi bất thiện, chẳng thuộc định, chẳng thuộc quán, chẳng thể thu nhiếp để được tịch tỉnh. Tâm này bị sự mê ngủ bức bách, khiến rơi vào trạng thái gần như hôn mê. Nhưng người ngủ mới dậy, sự ngái ngủ chưa tan nên tâm không rõ biết. Khi ấy Bồ Tát dùng phương tiện chế phục tâm ấy, làm cho phát khởi sự hoan hỷ, an trụ nơi thiền định. Như vậy là Bồ Tát khéo giải được tâm này. Sau khi giải tâm này rồi, Bồ Tát quán sát các pháp như mộng huyễn. Đây là pháp bất thiện, đây là pháp xuất ly, đây là pháp không xuất ly. Quán như vậy rồi, Bồ Tát biết các pháp này đều nương nơi tâm, cho tâm sinh ra. Tâm là ông chủ, nếu có thể điều phục thu nhiếp tâm được ngưng bạc đạt hoặc thông đạt được tánh của tâm thì có khả năng thâu hóa được tất cả các pháp, có khả năng điều phục tất cả các pháp, có khả năng thông đạt tất cả các pháp. Nếu thấy tất cả các pháp như vậy thì có khả năng tu tâm, dùng tâm buộc tâm khiến được an tịnh. Nếu tâm tán loạn liền phải chế ngự khiến tâm an tịnh trên tâm. Nếu tâm tương ứng với sự tịch tỉnh như vậy gọi là nhất tâm. Được nhất tâm rồi, tức nhập vào định. Được nhập định rồi, tịch tỉnh sinh ra một tướng hoan hỷ. Tâm đã hoan hỷ, tham dục liền diệt. Sau khi tham dục diệt thì tất cả pháp bất thiện cũng diệt theo. Có giác có quán, tịch tỉnh phát sinh, đắc hoan hỷ lạc, nhập định sơ thiền. Khi ấy vì diệt trừ giác quán nên Bồ Tát cần hành tinh tấn, không nhiễm chấp nơi hương vị của hoan hỷ lạc. Vì sao? Vì nó là vô thường. Chuyển tâm hành nơi sơ thiền, lìa sợ giác quán, tâm không nhiễm vướng, không giác không quán, tâm muội phát sinh, đắc hoan hỷ lạc, nhập đệ nhị thiền. Bây giờ thấy sự an lạc này, Bồ Tát quyết cho là khổ. Vì sao? Vì thuộc về ba khổ. Khi ấy Bồ Tát trụ vào tâm xã, trụ vào tâm xã rồi, Bồ Tát nhớ nghĩ chân chánh, biết rõ biết thân đang thọ lạc. Tất cả tánh nhân gọi là xã, ức niệm trụ lạc, nhập đệ tam thiền. Khi đó vì thấy đệ tam thiền chưa rốt ráo nên Bồ Tát cầu tứ thiền, liền khiến tâm ấy nhập vào tứ thiền, làm cho các ngã kiến đều hồi chuyển, lạc cũng diệt theo, cái khổ cũng diệt. Khổ lạc diệt nên vui buồn từ trước đến nay cũng diệt, không khổ không lạc, sang niệm thanh tịnh, nhập đệ tứ thiền. Lại khởi quán hành, tự thấy thân cùng với hư không chỉ là một tướng. Quán như vậy rồi thì hoàn toàn siêu việt mọi sắc tướng, không còn tưởng ngăn ngại. Vì sao? Vì đã vượt qua được sắc tưởng nên không còn chướng ngại. Đối với tất cả tưởng chỉ thấy vô ngại, vô biên nơi như hư không, nên liền nhập vào hư không vô biên. Khi đó lại thấy thức tương ưng cùng với hư không vô biên, nên tự cho thức đây không có biên vượt, liền nhập vào thức vô biên. Vượt qua thức ấy rồi, trong đó chỉ còn cái tâm vô tướng, tất cả các hành diệt, không còn công dụng của tâm. Đây gọi là diệt. Tâm như vậy diệt, Bồ Tát phải nên biết nhập định trở lại, tấn tu không ngừng nghỉ. Lúc này khởi lòng từ thương tương ưng cùng tâm ấy, đầy đủ như trước đã nói, cho đến tu chứng đắc sáu thông tự tại. Ở đây cũng lại tinh tấn không ngừng, cần cầu tu viên bản pháp hạnh Bồ Đề. Tỳ Nam, như vậy là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp thiền ba la mật. Này Tỳ Nam, Bồ Tát lại có đầy đủ 10 pháp ba la mật. Những gì là 10? 1. Thông hiểu chân lý vô ngã. 2. Thông hiểu quả báo của các nghiệp. 3. Thông hiểu pháp hữu vi. 4. Thông hiểu sự sinh tử tương tục. 5. Thông hiểu sự sinh tử không tương tục. 6. Thông hiểu đạo thanh văn biết chí Phật. 7. Thông hiểu đạo đại thừa. 8. Thông hiểu pháp xa lìa nghiệp ba. 9. Trí tuệ không điên đảo. 10. Trí tuệ không ai bằng. Thiền Nam, thế nào là Bồ Tát thông hiểu chân lý vô ngã? Này Thiền Nam, được Bồ Tát khéo dùng chánh tuệ quan sát sắc ấm, cho đến khéo quan sát thọ tưởng hành thức. Quan sát như vậy chẳng thấy sắc sinh, chẳng thấy sắc tập, chẳng thấy sắc diệt. Cho đến đối với thọ tưởng hành thức, cũng không thấy sinh, cũng không thấy tập, cũng không thấy diệt. Vì sao? Vì bản chất thật của nó là vậy, chẳng do thế tục, chỉ là giả danh. Tánh chân thật ấy cùng tánh thế tục, hai loại tánh này văn tự chung cố chẳng thể diễn nói,
Do nhân duyên này nên tinh tấn không ngừng, như cứu lửa cháy đầu, tinh tấn dũng mãnh, làm để ích cho chúng sinh, đây là Bồ Tát thông hiểu chân lý vô ngã. Thế nào là Bồ Tát thông hiểu quả báo của các nghiệp? Bồ Tát nên quán sát như vậy: các thức quả báo thế gian cho là có, tự tánh vốn là không, tựa như kỷ nhi thành càn tát bà, cái được gọi là chúng sinh thì chẳng phải chúng sinh, vậy mà cứ chấp chặt các tướng, kéo chặt vào ngã kiến. Do nhân duyên này nên chẳng đạt chân lý, vì không thể thấu đạt lý chân đạo nên thấy như vậy, nên nói không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả, không sĩ phu, không dưỡng dục, không nam nữ, cho đến khi có các nghiệp báo nhân quả thiện ác. Vậy thì ai sinh ai tử? Khế Bồ Tát tuy biết không có chúng sinh, nhưng lại có nghiệp có quả báo. Bồ Tát cũng biết phi chúng sinh, phi nghiệp báo, nhân quả thiện ác, là chánh tuệ chân thật. Đây là Bồ Tát thông hiểu nghiệp báo nhân quả. Thế nào là Bồ Tát thông hiểu các pháp hữu vi? Đối với tất cả các pháp hữu vi, Đại Bồ Tát nhờ khéo dùng trí tuệ quan sát mà thông đạt. Bồ Tát nên khởi quán như vậy: các pháp hành này dao động không ngừng, như giọt sương buổi sáng khi mặt trời lên liền tiêu tan, như thác nước chảy xuống mà không trở về. Đối với pháp hành này cũng như vậy, người có trí ở lại sinh tâm tham chấp luyến mộ. Nếu có thể quán thấy chân thật như vậy, thấy nhân duyên một cách như thật, thì liền sinh tâm tịch diệt chán bỏ. Đây là Bồ Tát thông hiểu pháp hữu vi. Thế nào là Bồ Tát thông hiểu sự sinh tử lưu chuyển? Bồ Tát khéo dùng trí tuệ thông đạt các pháp hữu vi, suy lượng như vậy: con mắt tuệ của khắp cả thế gian bị vô minh tối tăm che đậy, như người mù tối không thấy đường đi, do đâu có thể thoát ly được sinh tử? Do đắm vướng sinh tử, bị ràng buộc vì sợi dây thần tam ái, liền chịu lấy bốn thủ đi vào ba cõi. Sinh tử chìm đắm cho nhân duyên thủ nên tạo tác nghiệp thiện bất thiện, do các hành nghiệp thiện bất thiện nên có nhân duyên sinh, thọ sinh trong ba cõi. Do nhân duyên sinh nên có già có chết, nhân duyên già chết ưu bi khổ não vô lượng bất tận, lưu chuyển như vậy giống như bánh xe sinh tử luân hồi lại không chấm dứt. Đây gọi là Bồ Tát thông hiểu sự sinh tử lưu chuyển. Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát thông hiểu sự chấm dứt sinh tử? Đại Bồ Tát khởi quán như vậy: do vô minh diệt nên không còn đắm nơi sinh tử, do không chấp trước nên tham ái không sinh, do tham không sinh nên thủ chẳng sinh, chứ thủ chẳng sinh nên hữu không còn tương tục, do không tương tục nên sinh tức là chẳng sinh, do sinh tức bất sinh nên các khổ não già chết ưu bi đều bị đoạn diệt hoàn toàn rốt ráo. Đại Bồ Tát nương vào đạo lý ấy khéo dùng trí tuệ nên được thông đạt. Đây gọi là Bồ Tát thông hiểu sự chấm dứt sinh tử. Thế nào là Bồ Tát thông hiểu thanh văn bích chư Phật thừa? Bồ Tát nên quán như vậy: nếu hành pháp này thì đắc quả Tu Đà Hoàng, hoặc đắc quả Tu Đà Hàm, hoặc đắc quả A Na Hàm, hoặc đắc quả A La Hán, đầy đủ sáu thông, không còn các cách xử hướng đến đạo Niết Bàn, không còn trói buộc. Hoặc hành pháp này chứng đắc duyên giác, tự độ tự thoát, tự như tê giác. Các pháp như vậy Bồ Tát khéo dùng trí tuệ nên đều thông đạt. Tuy thông đạt như vậy nhưng Bồ Tát không thụ chứng. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát suy nghĩ: nay các loài chúng sinh nương nhờ ta, ta phải cầm lĩnh tiếng sư tử thờ nguyện độ tất họ. Như vậy nay hết thảy chúng sinh còn sinh tử nhiều như rừng rậm nơi đồng hoang hiểm nạn, ta chưa độ xong thì không nên tự độ thoát mình khỏi sinh tử nguy hiểm. Đây là Bồ Tát khéo hiểu đạo thanh văn duyên giác thừa. Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát thông hiểu đại thừa? Bồ Tát học tất cả các loại kinh pháp giới luật do chư Phật chế một cách rốt ráo không sót, nhưng Bồ Tát không thủ đắc về chỗ mình học, không thủ đắc về sự học đạo, cũng không thủ đắc về tất cả các pháp đã học. Vì không vì nhân duyên như vậy mà rơi vào đoạn kiến, đây là Bồ Tát thông hiểu chánh đạo đại thừa. Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát thông hiểu pháp lìa xa nghiệp ma? Đại Bồ Tát hoàn toàn lìa xa tri thức ác, và cũng chẳng đến những xóm làng quốc độ tòa trì độc tụng ngoại điển, chú thuộc lộ và dạ đa. Đối với sự tham cầu lợi dưỡng cũng kính ân trọng, Bồ Tát biết rồi liền lìa xa bỏ tất cả, cũng hoàn toàn lìa bỏ các thứ kết xử, các phiền não mê hoặc,
hay làm chướng ngại đạo thanh tịnh của Bồ Tát. Bồ Tát tu pháp môn đối trệ, đoạn trừ các thứ đó một cách rốt ráo. Đây là Bồ Tát thấu hiểu pháp xa lìa, lìa xa nghiệp ma. Thì nam, thế nào là Bồ Tát thông hiểu trí tuệ không điên đảo? Đối với tất cả các đạo thuật, kỹ nghệ của thế gian, đại Bồ Tát đều đọc hiểu. Vì sao? Vì muốn thành tựu mọi lợi ích cho chúng sinh, chẳng vì muốn được sự hiểu biết, mà chỉ vì hiện dưới ánh sáng chánh pháp và công đức tối thắng của Như Lai. Đối với các pháp bên ngoài, Bồ Tát không sinh tưởng công đức ưu thắng, luôn chỉ hiểu rằng kinh giáo của Như Lai mới là thâm diệu tối thắng. Các luật tỳ ni là công đức vô lượng, do vậy Bồ Tát không chấp giữ nơi pháp tà kiến ngoại đạo cho là thanh tịnh. Đây là Bồ Tát đạt được trí tuệ không điên đảo. Thì nam, thế nào là Bồ Tát đạt được trí tuệ không ai bằng? Trí tuệ của đại Bồ Tát đối với thế gian này, hoặc ma, hoặc phạm, hoặc sa môn, hoặc bà la môn, hoặc người, hoặc trời, khắp cả mười phương, không một ai có trí tuệ sánh bằng, chỉ trừ Đức Như Lai ứng cung chánh biến tri. Ngoài ra không có trí tuệ nào hơn trí tuệ của Bồ Tát. Trí tuệ của trời, của phạm, của người, của ma, khắp cả thế gian không thể sánh với trí tuệ của Bồ Tát. Đây là Bồ Tát đạt được trí tuệ không ai bằng. Này thì nam, đó là Bồ Tát đầy đủ mười pháp ba nhã ba la mật viên mãn. Này thì nam, đại Bồ Tát lại có đủ mười pháp thông hiểu phương tiện ba la mật, nhớ như là mười. Một, thông hiểu phương tiện hồi hướng mãn nguyện. Hai, thông hiệu phương tiện chuyển đổi các ngoại đạo. Ba, thông hiệu phương tiện chuyển đổi các độc của trần cảnh. Bốn, thông hiệu phương tiện điều phục nghi hối. Năm, thông hiệu phương tiện cứu tế chúng sinh. Sáu, thông hiệu phương tiện kéo dài mạng sống chúng sinh. Bảy, thông hiệu phương tiện thâu nhận. Tám, thông hiệu phương tiện xứ chẳng phải xứ. Chín, thông hiệu phương tiện khuyến hóa chỉ dạy dẫn dắt tạo nên ăn vui. Mười, thông hiệu phương tiện cúng dường thực sự. Thì nam, thế nào là Bồ Tát thông hiểu phương tiện hồi hướng mãn nguyện? Này thì nam, nó thấy hoa quả không có chủ, chẳng thuộc của ai. Bồ Tát lường dùng hoa quả ấy cúng dường Phật cùng chư Bồ Tát. Ngày đêm sáu thời, đêm nhân chuyên đạt được công đức này, hồi hướng lên quả vị Bồ Đề Vô Thượng. Nếu thấy các thứ hương, vật báu, nghĩa không có chủ, chẳng thuộc của ai, Bồ Tát ngày đêm sáu thời để đem cúng dường, rồi hồi hướng lên quả vị Bồ Đề Vô Thượng. Ngay trong các kinh nói về sự cúng dường đủ các loại tán diệu đặc biệt, rồi hết lòng hồi hướng để khắp cả chư Phật Thế Tôn trong mười phương thế giới, tất cả Bồ Tát, tất cả chúng sinh có nghiệp thiện tu hành Bồ Đề, do thâm tâm tùy hỷ hồi hướng lên Bồ Đề Vô Thượng, nên đối với tượng Phật, tháp Phật, Bồ Tát đem hoa quả cúng dường liền hồi hướng nguyện cho các chúng sinh lìa xa sự phá giới tập khi cấu uế, nguyện cho các chúng sinh được hương giới định tuệ thâm ác của Như Lai. Nếu khi cúng dường Phật bằng cách quét dọn, nguyện cho các chúng sinh được đầy đủ oai nghi đoan chánh. Nếu đem cờ lọng cúng dường Tam Bảo, đều hồi hướng nguyện cho các chúng sinh lìa xa tất cả phiền não bức bách. Nếu vào chùa, nguyện cho các chúng sinh vào chùa niết bàn. Nếu ra khỏi chùa, nguyện cho chúng sinh vượt thoát lao ngục sinh tử nguy khốn. Nếu khi mở cửa, nguyện các chúng sinh mở cửa đường thiện. Nếu khi đóng cửa, nguyện cho chúng sinh đóng chặt cửa đường ác. Nếu khi ngồi nghỉ, nguyện cho các chúng sinh được ngồi nơi đạo tràng. Nếu khi tắm rửa, nguyện cho chúng sinh được lìa được phiền não có bẩn. Nếu khi uống nước, nguyện các chúng sinh lìa được mọi sự hôi thối. Nếu khi rửa chân, nguyện các chúng sinh lìa được phiền não chướng. Nếu dùng cành dương, nguyện cho chúng sinh trừ mọi thức bất tịnh, ra vào động tịnh, nguyện thân ta đây tạo lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh trong sáu đường. Nếu khi lễ Phật, nguyện các chúng sinh sớm thành tựu thân Phật, được tất cả trời người cung kính. Đây là Bồ Tát thông hiểu đầy đủ phương tiện hồi hướng mãn nguyện. Thì nam, thế nào là Bồ Tát thông hiểu phương tiện hồi chuyển ngoại đạo? Đại Bồ Tát hóa làm đạo sĩ phạm chí niết kiền, thường ở những nơi chốn có pháp ngoại đạo, về nhân chuyên muốn cứu muốn chúng sinh kia theo học kinh pháp được thành tựu, mà nghĩ rằng những chúng sinh ấy có nhiều kiêu mạn, nếu ta làm pháp sư để giáo hóa, họ sẽ không tin thọ.
Do vậy trước hết ta phải xuất gia làm đệ tử ngoại đạo. Theo họ, tu học tinh tấn dũng mãnh, oai nghi tinh tế chắc chắn sẽ vượt hơn đồ chúng ngoại đạo. Nhờ đa văn, nhờ khổ hạnh, ta mới có thể làm pháp sư ngoại đạo. Lời nói có giá trị, biện tài đầy đủ, đáng được tôn trọng. Biết họ tin mình rồi, Bồ Tát mới phê phán đạo của họ, chỉ ra những lầm lỗi của họ như vậy. Này nhân giả, đạo của ông học chẳng phải là đạo thanh tịnh, chẳng phải là lìa dục, cũng chẳng phải là nẻo xuất ly, chẳng thể diệt trừ chướng ngại. Sau khi làm cho hàng tà đạo ấy hồi chuyển, Bồ Tát mới đem chánh pháp an lập cho họ. Vì hàng tiên đạt năm thông, Bồ Tát thọ trì phạm hạnh, tu phạm hạnh này, tinh tấn dũng mãnh, chắc chắn đạt được pháp thuộc ngoại đạo. Bồ Tát dũng mãnh như vậy, thành tựu được tam muội tam ma bát đề, vượt hơn hẳn các tiên đạt năm thông của ngoại đạo. Vì các tiên nhân, Bồ Tát làm đại pháp sư được đời sùng kính, biết thời cơ đem lại sự thành tựu đầy đủ cho các ngoại đạo đã đến. Bồ Tát liền phê phán chỉ những lỗi lầm nơi hiện pháp của họ. Từ tiền định ấy, Bồ Tát hồi chuyển họ như vậy. Này nhân giả, đạo này chẳng thanh tịnh, chẳng phải là pháp xuất ly, cũng chẳng thể diệt trừ tất cả chướng ngại. Từ pháp như vậy, hồi chuyển họ xong, Bồ Tát đem chánh pháp của Phật an lập cho họ. Đây là Bồ Tát thông hiểu phương tiện hồi chuyển ngoại đạo. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát hồi chuyển các độc nơi trần cảnh? Là Bồ Tát thấy các chúng sinh đắm nhiễm tham dục, vì muốn dứt trừ nhân duyên tham dục ấy, nên Bồ Tát tạo phương tiện, hóa thành người nữ tuyệt sắc, dung mạo đoan chánh, đầy đủ tướng hảo hơn người nữ khác. Thấy người nữ ấy, chúng sinh liền khởi tham đắm, mê say ái lạc. Đến giờ ngủ nghỉ, thọ lạc, bỗng nhiên người nữ ấy chết, chỉ trong khoảnh khắc biến thành sợi dây hôi thối, bất tịnh đáng ghét. Chúng sinh thấy liền kinh sợ, hoảng hồn, khổ não, nhàm chán cực độ, suy nghĩ, thời hôi thối này ai có thể trừ bỏ. Khi ấy Bồ Tát đứng trước người đó nói pháp, khiến được quyết định, khiến vào chánh vị, tùy theo ba loại bồ đề mà được một loại. Đây là Bồ Tát thông hiểu phương tiện hồi chuyển các độc nơi trần cảnh. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát thông hiệu phương tiện đoạn trừ nghi hối? Đại Bồ Tát thấy chúng sinh này tạo tội ngũ nghịch cùng các loại nghiệp tội bất thiện khác. Bồ Tát đến nơi ấy, hỏi này nhân giả, vì sao ngươi sợ buồn, không an lạc, tâm không ổn định, như kẻ mất thần? Đáp, thưa hiền giả, tôi đã tạo các nghiệp về tội nghịch cho nhân duyên này, nên nay tôi mất thần, lòng lo sợ không ổn định. Vì tội này mà đời vị lai, tôi sẽ thọ các khổ não, thọ các điều không lợi ích. Khi đó Bồ Tát ghi nhận lời ấy, vì nhân duyên này, trước muốn họ tin thọ nên Bồ Tát hiện thần thông. Thấy thần thông ấy, người này tin, rồi ở bên Bồ Tát được niềm vui lớn, sinh tâm tin hiểu, kham nhận lời pháp. Khi họ tin như vậy rồi, Bồ Tát liền đối trước người đó, dùng sự biến hóa, hóa làm cha mẹ mà nói. Nhân giả thấy không, cha mẹ của ta cũng bị ta sát hại. Hai cha mẹ xong, Bồ Tát lại dùng thần thông hóa hiện trước người ấy, khiến họ hoan hỷ. Nghĩ rằng, người có đại thần thông như vậy, còn giết cha mẹ uống gì là ta. Khi ấy, Bồ Tát vì chúng sinh này mà thuyết giảng pháp yếu, khiến cho nghiệp tội của họ biến chuyển mỏng nhẹ như lông hồng. Đây là phương tiện thiện xảo đoạn trừ nghi hối của Bồ Tát. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát thông hiểu phương tiện cứu tế chúng sinh? Đại Bồ Tát nói thế chúng sinh tạo nghiệp ác mà có khả năng nghe, nhận chánh pháp. Khế vì giáo hóa họ nên Bồ Tát khéo dùng thần thông. Những người cần được độ bằng thân vua, Bồ Tát liền hiện thân vua. Hoặc người cần được độ bằng thân tệ tướng, Bồ Tát liền hiện thân tệ tướng. Hoặc người cần được độ bằng thân hàng sắc lợi giàu sang, Bồ Tát liền hiện thân đó. Hoặc người cần được độ bằng thân trời, Bồ Tát liền hiện thân trời. Hoặc có chúng sinh cần được độ bằng lời nói mềm mỏng, Bồ Tát liền dùng lời nói mềm mỏng giáo hóa họ. Hoặc người cần được độ bằng thân kim cang, Bồ Tát liền hiện thân kim cang. Hoặc có chúng sinh cần được độ bằng sự kinh hãi, Bồ Tát liền hiện sự kinh hãi để độ. Và có người cần được độ bằng sự đánh đập, mắng chửi, trói buộc, Bồ Tát liền hiện các vật ấy, việc ấy để độ.
và coi chúng sinh muốn tạo sự ngỗ nghịch đánh đập gây hại để Bồ Tát thấy những sự việc ấy, liền sinh tâm thương xót suy nghĩ những chúng sinh này muốn đến não hại ta. Bồ Tát thấy rồi chúng sinh này như xem quả mà lạc trong bàn tay, sinh tâm lo lắng suy xét: này thân ta đây, tha thọ khổ lớn nơi địa ngục A Tỳ để chúng sinh ấy được vào với dưới niết bàn được giải thoát. Bồ Tát thấy chúng sinh ấy tạo các nghiệp tội do nhân duyên này, sau khi xả thân đây, họ liền thọ quả báo trong địa ngục A Tỳ. Khi ấy Bồ Tát sinh tâm thương xót, vì lòng từ bi nghĩ nhớ chúng sinh ấy mà dùng sự trị phạt để chiết phục họ, sau đó mới dạy cho họ sám hối. Đây là phương tiện thiện xảo cứu tế chúng sinh của Bồ Tát. Này thiện nam, thế nào là Bồ Tát thông hiểu phương tiện kéo dài tọa mạng chúng sinh? Đại Bồ Tát nếu thấy chúng sinh không được lợi dưỡng, không có uy lực, chẳng biết được diệu pháp của chư Thánh, tìm cầu sự ăn uống, nhưng chẳng đủ để nuôi thân miệng. Khi Bồ Tát về những người này mà chỉ dạy đạo lý văn chương, kỹ nghệ, toán số, cùng các loại pháp thuật ứng hợp với từng người, khiến cho họ được đủ sống, được tồn tại. Đây là Bồ Tát thông hiểu phương tiện kéo dài tọa mạng cho chúng sinh. Thì nam, thế nào là Bồ Tát thông hiểu phương tiện thâu nhận? Đây, Bồ Tát nếu được các loại cho báu nhiều, lớn như núi Tu Di, để vì chúng sinh mà thọ nạp, đối với vật còn con của vì chúng sinh mà thọ nạp. Vì sao? Vì Bồ Tát suy nghĩ, do những chúng sinh này tham lam kiêu kiệt, nắm giữ chặt chẽ, tham đắm không chán, vì nhân duyên tham lận mà lưu chuyển, chìm đắm trong biển lớn sinh tử, giống như những dòng sông đều chảy ra biển lớn. Những chúng sinh này bị đọa vào ba đường ác cũng là như vậy. Vì an lạc lợi ích của chúng sinh này, cho nên Bồ Tát thọ nhận Phật bố thí, không vì tư lợi, không vì lợi nhuận cho bản thân, mà thọ giữ Phật thí, cũng không sinh tâm tham, chỉ vì tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh cùng hưởng, chỉ vì cúng dường Phật Pháp Tăng Bảo, chỉ vì cứu giúp chúng sinh nghèo khổ, vì khiến cho đàn Việt được hoan hỷ, được lợi ích. Đây là phương tiện thiện xảo thọ nhận của Bồ Tát. Này thiện nam, thế nào là Bồ Tát thông hiểu phương tiện xứ phi xứ? Đại Bồ Tát nếu thấy chúng sinh có đại oai lực, có khả năng thành tựu quả vị Bồ Đề vô thượng, mà thực hành các hạnh cầu đạo thanh văn, biết chư Phật một cách tinh tấn dũng mãnh, khi ấy Bồ Tát từ chỗ ngồi như vậy mà tạo phương tiện khiến cho người đó xả bỏ, chỉ rõ về đạo đại thừa khiến cho tu hành. Nếu không tin thọ thì Bồ Tát phải thể hiện sự tranh chấp lớn để hàng phục họ. Đây là Bồ Tát thông hiểu phương tiện xứ phi xứ. Thì nam, thế nào là Bồ Tát thông hiểu phương tiện khuyến hóa lợi vui? Đối với những ai chưa phát tâm Bồ Đề, Đại Bồ Tát có khả năng làm cho họ phát tâm. Những người đã phát tâm mà biến nhát bể oải, Bồ Tát làm cho tinh tấn. Người không trì giới, Bồ Tát khiến cho trì giới. Nếu người làm ít điều lành mà tự cho là đủ, Bồ Tát phát khởi phương tiện khiến cho làm đủ các điều thiện. Nếu thấy chúng sinh vinh vào giới đại phạm, có thể sám hối do nhân duyên tâm bế tắc mà trụ nơi bất an không vui, khi ấy Bồ Tát về chúng sinh này nói rộng pháp yếu, khiến họ được sám hối, diệt trừ tội ấy. Như vậy là Bồ Tát thông hiểu phương tiện khuyến hóa lợi vui. Này thiện nam, thế nào là Bồ Tát thông hiểu phương tiện thừa sự cúng dường? Đại Bồ Tát được xuất gia rồi, không có người cúng dường, thế nên biết đủ các thiện, các cái hiện có như pháp, ở một mình nơi thanh vắng, tịch tỉnh, khởi niệm tư duy. Nên ta làm thế nào được cúng dường? Ta kính Đức Như Lai. Tư duy như vậy, tâm không gián đoạn, Bồ Tát nghĩ cúng đủ mọi thứ, nguyện được cúng dường thờ kính Tam Bảo, chỉ bằng cách thực hành viên mãn sáu pháp ba la mật. Ở trong một niệm, vận tâm cúng dường, xả bỏ mọi thứ quan trọng, đây là thí ba la mật. Vận tâm cúng dường chuyên theo các chúng sinh mà phát tâm này, đây là giới ba la mật. Ở trong tâm ấy, luôn an tọa, an lạc, đây là nhẫn ba la mật. Ở trong tâm ấy, không mệt mỏi, đây là tinh tấn ba la mật. Ở trong tâm ấy, không tán loạn, không động, đây là thiền ba la mật. Ở trong tâm ấy, suy nghĩ cúng dường đầy đủ các loại, đây là bát nhã ba la mật. Như vậy là Bồ Tát thông hiểu phương tiện thờ kính cúng dường. Này thiện nam, đủ 10 việc cúng dường này là thông hiểu phương tiện ba la mật đầy đủ.
Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp nguyện ba la mật. Đầy đủ, những gì là 10? 1. Nguyện không thấp kém. 2. Nguyện không khiếp nhược. 3. Nguyện vì lợi ích độ thoát tất cả chúng sinh. 4. Nguyện xưng tán công đức tất cả chư Phật. 5. Nguyện hàng phục tất cả ma oán. 6. Nguyện không cho nhân gì mà tin kẻ khác. 7. Nguyện không biên vật. 8. Nguyện không kinh sợ. 9. Nguyện không mệt mỏi chán nản. 10. Nguyện rút ra viên mãn thanh tịnh các nguyện. Này Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát nguyện không thấp kém? Đại Bồ Tát không vì thọ nhận cái vui nơi ba cõi mà phát thệ nguyện, đó gọi là Bồ Tát nguyện không thấp kém. Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát nguyện không khiếp nhược? Đại Bồ Tát phát hằng thệ nguyện không cầu thoát ly ra ngoài ba cõi mà tự thủ chứng, đó gọi là Bồ Tát nguyện không khiếp nhược. Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát nguyện vì lợi ích độ thoát tất cả chúng sinh? Đại Bồ Tát phát nguyện như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh cùng tận đời vị lai đều đạt được vô dư niết bàn trước, sau đó ta đối với niết bàn của Phật mà phát niết bàn, đó gọi là Bồ Tát nguyện cứu độ tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh. Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát nguyện xưng tán công đức tất cả chư Phật? Đại Bồ Tát phát nguyện như vậy: nếu có chúng sinh nào chưa phát tâm Bồ Đề, chưa phát tâm Bồ Tát thì ta giáo hóa khiến cho phát tâm, đã phát tâm rồi thì ta giúp cho người đó thực hành các hạnh Bồ Tát theo thứ lớp, đã tu hành rồi thì ta làm cho người đó an toàn nơi đạo tràng, ta thiết lễ cúng dường, thỉnh vị ấy chuyển pháp luân, thỉnh trụ ở thế gian đem lại lợi ích cho chúng sinh chớ vào niết bàn. Đây gọi là Bồ Tát nguyện xưng tán công đức tất cả chư Phật. Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát nguyện hàng phục tất cả ma oán? Đại Bồ Tát phát nguyện như vậy: nay ta nên làm những việc như thế, chứng đắc đạo quả Bồ Đề vô thượng rồi. Tôi cõi nước của ta không nghe danh từ ma, tất cả dân ma không sinh trong cõi nước ta. Đây gọi là Bồ Tát nguyện hàng phục tất cả ma oán. Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát nguyện không vì lý do gì tin theo người khác? Đại Bồ Tát không tin người khác nên nguyện được thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng. Vì sao? Vì Bồ Tát dùng trí tuệ, các niệm tư duy, chúng sinh cõi này vướng mắc khổ nơi sinh tử, không ai giải cứu, không ai bảo hộ. Vì cứu hộ họ nên ta phát nguyện cho đạo quả Bồ Đề vô thượng. Đây gọi là Bồ Tát nguyện không bị lý do gì tin theo kẻ khác. Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát phát nguyện vô biên? Bồ Tát phát nguyện không có giới hạn, hạnh không chấp trước. Do vậy Bồ Tát rịch áo bày vai phải, quỳ gối phải chấm đất, chí tâm khuyến tỉnh, quán khắp mười phương hết thảy thế giới có chư Bồ Tát an tọa ở đạo tràng, có chư Bồ Tát ở mười phương cõi thành tựu đạo quả đặng chánh giác. Bồ Tát thỉnh các vị ấy chuyển pháp luân, các chúng sinh căn tánh bất đồng, để theo đó mà khéo nhớ nghĩ, tin hiểu những lời pháp yếu của chư Phật giảng thuyết. Tin hiểu như vậy, tùy theo đó mà được an vui. Sau khi phát khởi tùy hỷ, liền hồi hướng lên quả vị Bồ Đề vô thượng. Đây gọi là Bồ Tát phát nguyện vô biên đầy đủ. Thiện Nam, thế nào Bồ Tát phát nguyện không lo sợ? Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm, nghe pháp thâm diệu của chư Phật, nghe công đức vô cùng sâu xa của Phật, nghe thần thông diệu dụng hết mực sâu xa của chư Bồ Tát, nghe phương tiện vô cùng sâu rộng của chư Bồ Tát. Bồ Tát không lo, không sợ, không hãi, không kinh, mà nghĩ Bồ Đề vô thượng vô biên của chư Phật, cảnh giới vô lượng vô biên công đức của chư Phật, thành tựu đầy đủ cho chúng sinh vô lượng vô biên. Những hạng như ta làm sao có thể nghĩ tính về cảnh giới của Như Lai? Vì sao? Vì chỉ có chư Phật Như Lai tự hay biết việc đó, còn ta thì chẳng thể biết. Đây gọi là Bồ Tát nguyện đầy đủ, không kinh, không sợ. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát phát nguyện không mệt mỏi? Bồ Tát nếu thấy chúng sinh cứng cỏi, khó điều, khó phục, phóng dật buông lung, chẳng nhận sự giáo hóa, cái Bồ Tát này ngán sợ điều đó. Do nhân duyên ngán sợ những chúng sinh cứng cỏi, khó điều phục, khó giáo hóa như vậy, nên Bồ Tát liền sinh tâm mệt mỏi, chối bỏ họ, phát nguyện vãng sinh về thế giới thanh tịnh, về cõi tịnh của Phật. Trong cõi tịnh ấy không có những chúng sinh cứng cỏi như vậy, cùng các danh từ ấy. Bồ Tát không muốn nghe tên người này, huống nữa là thấy hình tướng. Đâu có Bồ Tát chối bỏ chúng sinh thì cũng chẳng được thọ sinh để các cõi Phật thanh tịnh. Trong các Bồ Tát ấy,
có nhiều trí tuệ phát tâm bình đẳng. Như vậy, tất cả thế giới có các chúng sinh gan bướng, cố chấp, ngu tối, đuôi điếc không ngọng, không có tánh niết bàn. Chư Phật Bồ Tát đã bỏ rơi họ từ thế giới ấy. Ta nguyện những chúng sinh ấy đều phân tập đến trong quốc độ Phật trang nghiêm của ta. Những chúng sinh như vậy, ta chẳng để sót một ai, để khiến cho tất cả đều được quả vị Bồ Đề vô thượng, an tọa nơi đạo tràng, giác ngộ rốt ráo quả Phật. Khi Đại Bồ Tát nghĩ như vậy, từ lúc mới phát tâm, tất cả tâm ma không chỗ nào mà không rúng động, được tất cả chư Phật trong mười phương khen ngợi. Có Phật trang nghiêm của Bồ Tát này sớm được thành tựu thanh tịnh viên mãn, Bồ Tát chứng đắc đạo quả Bồ Đề vô thượng. Đây gọi là Bồ Tát nguyện không chán nản mệt mỏi. Thì làm thế nào là Bồ Tát khéo thành tựu rốt ráo đầy đủ các nguyện? Đại Bồ Tát an tọa nơi đạo tràng, phá trừ quân ma, cho đến chứng đắc Bồ Đề vô thượng, sau không còn phát nguyện, đấy gọi là được nguyện như ý, được nguyện Bồ Đề viên mãn. Ví như bát dầu tràn đầy, chẳng thể chứa tới một giọt như vi trần. Do vậy mà nói, bát dầu ấy tràn đầy, rốt ráo viên mãn. Đại Bồ Tát chứng đắc Phật đạo không còn phát nguyện giống như vi trần cũng là như vậy. Do tất cả các nguyện đều rốt ráo viên mãn, nên gọi là khéo hoàn thiện đầy đủ. Thiện nam, Đại Bồ Tát do 10 pháp này nên nguyện ba la mật được đầy đủ. Thiện nam, Đại Bồ Tát có 10 pháp lực ba la mật đầy đủ. Giống như là 10. 1. Đầy đủ lực chuẩn bị hàng phục. 2. Đầy đủ lực chuẩn bị phá hoại. 3. Đầy đủ lực phước đức. 4. Đầy đủ lực trí tuệ. 5. Đầy đủ lực quyến thuộc. 6. Đầy đủ lực thần thông. 7. Đầy đủ lực tự tại. 8. Đầy đủ lực đà la ni. 9. Đầy đủ lực không bị chấn động. 10. Đầy đủ lực siêu việt vô trí. Thì nam, thế nào là Bồ Tát đầy đủ lực chuẩn bị hàng phục? Tất cả ngoại đạo đều chẳng thể hàng phục Đại Bồ Tát. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ lực chẳng bị hàng phục. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ lực chẳng bị phá hoại? Thì nam, Đại Bồ Tát đối với các hàng trời, người trong đám chúng sinh, không một chúng sinh nào dùng đạo lực của mình có thể phá hoại lực của Bồ Tát. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ lực chẳng thể bị phá hoại. Thì nam, thế nào là Bồ Tát đầy đủ lực phước đức? Trong các hạnh phước đức, không có một hạnh nào của thế gian và xuất thế gian Bồ Tát không trải qua. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ lực phước đức. Thì nam, thế nào là Bồ Tát đầy đủ lực trí tuệ? Đối với các pháp Phật là Bồ Tát dùng thể thiện tuệ, nên không một pháp nào là không thấy, không chứng, không thông đạt, chỉ trừ trí tuệ sâu xa của Như Lai. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ lực trí tuệ. Thì nam, thế nào là Bồ Tát đầy đủ lực quyến thuộc? Quyến thuộc của Bồ Tát là người không phá giới, người không tà kiến, người chẳng trái oai nghi, người không tà mạng. Vì sao? Vì quyến thuộc của Bồ Tát theo chỗ có tư sinh cùng nhau chia đều, nghĩa là đầy đủ lợi tự lợi và lợi ta. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ lực quyến thuộc. Thì nam, thế nào là Bồ Tát đầy đủ lực thần thông? Đối với các lực thần thông của thế gian cùng các cảnh giới của thàng thanh văn chuyên giác, Đại Bồ Tát đều siêu việt. Vì sao? Vì lực thần thông của Bồ Tát là tối thắng. Để ăn lập cõi, chiếm phù đề trong một sợi lông, Bồ Tát làm được, không có tổn giảm. Bốn châu như vậy với bao nhiêu thế giới, hoặc tam thiên đại thiên thế giới, hoặc số thế giới nhiều như các sông Hằng, mà ăn lập chung trong một phi trần, Bồ Tát vẫn ăn lập được, không tan giảm. Hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4, hoặc 5, hoặc 6, hoặc 7, hoặc 8, hoặc 9, hoặc 10, hàng hà xa số thế giới, hoặc có thể nêu, hoặc không thể nêu bày. Hàng hà sau số thế giới ăn lập trong một phi trần, Bồ Tát ăn lập cũng không tăng giảm. Những thế giới ấy cũng không chướng ngại nhau, chúng sinh trong ấy cũng không thấy chật chội. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ lực thần thông. Thì nam, thế nào là Bồ Tát đầy đủ lực tự tại? Đại Bồ Tát hóa tác bảy báu đầy ấp trong tam thiên đại thiên thế giới này, do lực tự tại nên mọi việc đã được toại nguyện, cho đến chẳng thể nói thế giới các thứ bảy báu đầy khắp trong ấy đều được tự tại. Đây là gọi là Đại Bồ Tát đầy đủ lực tự tại. Thì nam, thế nào là Bồ Tát đầy đủ lực Đà La Ni? Bồ Tát đối với các cõi Phật nhiều chẳng thể nói, tuy theo pháp của chư Phật giảng thuyết về các loại văn tự chương cố ý nghĩa sâu xa, chỉ trong một sát na, một la bà, một mau hô la, Bồ Tát nghe qua một lần là có thể thọ trì thông đạt giải nói. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ lực Đà La Ni. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ lực chẳng bị chấn động? Trong các hàng trời người, trong chúng sinh, không một chúng sinh nào có khả năng làm Đại Bồ Tát chấn động, chỉ trừ Đức Như Lai ứng cúng chế biến tri. Đây gọi là Đại Bồ Tát
đầy đủ lực chẳng bị chấn động. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ lực siêu việt vô trí? Đối với tất cả trí, Bồ Tát có khả năng siêu việt tất cả chúng sinh còn chẳng bằng, huống nữa là vượt qua Bồ Tát, chỉ trừ phương tiện thiện giải của Như Lai. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ lực siêu việt vô trí. Thì Nam, đây là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp lực Ba La Mật viên mãn. Này Thì Nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp trí Ba La Mật viên mãn, những gì là 10? 1. Đầy đủ trí nhân vô ngã. 2. Đầy đủ trí pháp vô ngã. 3. Đầy đủ trí vô phần vô ngã, vô phần hạn. 4. Đầy đủ trí nơi cảnh giới của tam muội. 5. Đầy đủ trí trấn giữ. 6. Đầy đủ trí không bị phá hoại. 7. Đầy đủ trí quán hạnh của chúng sinh. 8. Đầy đủ trí vô dụng công. 9. Đầy đủ trí của tất cả pháp tướng. 10. Đầy đủ trí xuất thế gian. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát đầy đủ trí nhân vô ngã? Đại Bồ Tát quán thấy các ấm lúc sinh lúc diệt. Khi ấm này sinh, không chân thật sinh, bất động bất tác, đều là hư vọng nên quán thấy nó như vậy. Khi ấm này diệt, không thấy tan hoại, Bồ Tát lại nghĩ, ấm này là không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả, không dưỡng dục, sĩ phu. Chỉ có các phàm phu ngu si chấp trước theo ngã kiến, mà cho là hiểu biết, ấm này phi ngã, trong ngã không ấm. Đối với năm ấm, sinh chấp trước sâu xa, quyết cho là có bản thể. Do vậy mà không đạt pháp tánh chân thật, do không thông đạt đạo lý chân thật nên bị lưu chuyển trong sinh tử, giống như vòng lửa không có dừng nghỉ. Đối với pháp tánh chân thật này, Bồ Tát thông đạt rốt ráo, không có thiếu sót. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ trí nhân vô ngã. Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát đầy đủ trí pháp vô ngã? Đối với sự bị bán tổn giảm, là Bồ Tát nhận biết một cách như thật. Đối với sự bị bán tăng thượng, là Bồ Tát cũng biết như thật và suy nghĩ. Đối với pháp giả danh, vì an lập phân biệt mà có các danh, cái phân biệt cùng với các được phân biệt, tất cả các pháp tự tánh vốn không. Những văn cố có thể phân biệt ấy, tự tánh cũng là không. Thế tánh của pháp ấy cũng không như phân biệt. Danh tự phân biệt không phải là thế đấy. Vì sao? Vì tất cả các pháp chỉ có danh tướng. Chỉ giả danh mà nói, ở trong pháp này không nên chấp trước. Pháp giả danh này chẳng phải là cứu cánh, hoàn toàn là phi hữu. Nhưng các pháp ấy do nương vào nhân duyên khác, mượn duyên khác hiệp lại, nên liền có sinh. Nhân duyên tan rã, chúng cũng theo đó hoại diệt. Những pháp như vậy được Bồ Tát biết một cách như thật. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ trí pháp vô ngã. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát đầy đủ trí không phần hạn? Trong một sát na, Bồ Tát không sinh khởi trí, cho đến sát na thứ hai cũng không sinh khởi trí. Vì sao? Vì đạo Bồ Tát trong các sát na, trí tuệ đều sinh khởi vô biên không ngại, không có phần hạn. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ trí không phần hạn. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát đầy đủ trí nơi cảnh giới của tam muội? Đại Bồ Tát đều biết tất cả tam muội của hàng thanh văn, biết tất cả tam muội của hàng chuyên giác, biết tất cả tam muội của Bồ Tát, biết tất cả tam muội của Như Lai. Do tam muội này, Bồ Tát biết được hành xứ của thanh văn. Do tam muội này, Bồ Tát biết được hành xứ của chuyên giác. Do tam muội này, Bồ Tát biết được hành xứ của Bồ Tát. Với tam muội này, Bồ Tát biết về nẻo hành hóa của Như Lai, là tam muội của Phật, là có quả báo đã được thành tựu. Người từ chứng đắc trí ấy đều có thể nhận biết rõ. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ trí nơi cảnh giới của tam muội. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát đầy đủ trí trấn giữ? Đối với chỗ trấn giữ của thanh văn, và chỗ trấn giữ của Bích Chi Phật, và chỗ trấn giữ của Bồ Tát, Bồ Tát hãy còn nhận biết huống nữa là các loại chúng sinh. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ trí trấn giữ. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát đầy đủ trí chẳng thể phá hoại? Tất cả trí tuệ chẳng thể hoại của Đại Bồ Tát thì các ngoại đạo hoặc các binh ma, hoặc các thanh văn, hoặc các duyên giác đều chẳng thể phá hoại được. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ trí chẳng thể phá hoại. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát đầy đủ trí quán hành của chúng sinh? Đại Bồ Tát dùng trí thanh tịnh, minh bạch, trong sáng, quán thế chúng sinh trong cõi này. Có các chúng sinh đã phát tâm Bồ Đề, có các chúng sinh chưa phát tâm Bồ Đề, có các chúng sinh đã tu phạm hạnh Bồ Đề, có các chúng sinh chưa tu hạnh Bồ Đề, có các chúng sinh trụ nơi địa thứ nhất cho đến địa thứ 10 và thành tựu quả vị đẳng giác. Sau đó thì chuyển pháp luân chân chánh, Phật sự viên thành, xong nhập niết bàn. Có các chúng sinh nhập niết bàn của thanh văn thừa, có vị nhập niết bàn của duyên giác thừa,
có chúng các chúng sinh sinh lên cõi trời, có các chúng sinh để ba đường giữ. Sự việc như vậy Bồ Tát đều thấy rõ thông suốt, đây gọi là Bồ Tát đầy độ trí quán hành của chúng sinh. Thì nam, thế nào là Bồ Tát đầy độ trí vô dụng công? Đại Bồ Tát hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm hoặc ra hoặc vào, không thêm công dụng mà trí luôn sinh, giống như có người vào lúc ngủ say hơi thở luôn sinh. Trí Bồ Tát sinh cũng lại như vậy, không đâu là không hiện bày cùng pháp. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ trí không dụng công. Thì nam, thế nào là Bồ Tát đầy đủ trí không thông suốt tất cả pháp tướng? Đối với tất cả pháp, hoặc tướng chung hoặc tướng riêng hoặc vô lượng tướng, Đại Bồ Tát đều biết rõ, hoặc tướng như huyễn, hoặc tướng hư vọng, Bồ Tát đều biết. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ trí thông suốt tất cả pháp tướng. Thì nam, thế nào là Bồ Tát đầy đủ trí xuất thế gian? Đại Bồ Tát do được đầy đủ trí vô lưu, nên siêu việt tất cả hàng trời người nơi thế gian. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ trí xuất thế gian. Thì nam, đây là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp trí ba la mật viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa Bảo Vân quyển 2. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên định bốn ân nặng dưới cơ khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.